xét á, thì chú cũng không có nhận xét gì nhiều, tại vì trong cái câu chuyện ngày hôm nay đó thì chỗ em Linh nó là chính, chứ còn chú với cô cũng mong muốn cho em nó sớm có gia đình để cuộc sống nó cũng có cái ý nghĩa vui vẻ, cũng mong muốn là hai em tạo cái cơ hội cho nhau để mà có cái điều kiện để tìm hiểu, và hy vọng là mọi chuyện nó sẽ tốt đẹp hơn. Dạ. Cảm ơn chú. Dạ, chào chị Ngọc Lan, chào chú Quyền Linh ạ. Rồi, xin chào. Dạ, chào mọi người ạ. Dạ, em tên Thùy Linh ạ. Hôm nay 30 tuổi, em là nhân viên thuốc bán thuốc ạ. Nhân viên bán thuốc? Dạ, dược sĩ chú. Dược sĩ đúng không? Dạ. Là bán dược nhà trung hay nào? Dược đại gì đó hả? Dạ, bán nhà thuốc tư nhân ạ. Bán ở đâu? Dạ, Bình Chánh. Bình Chánh. Bình Chánh là phía nào? Dạ, gần bến xe quận 8. À, rồi. Dạ. Mời em trai. Dạ, em chào chú Quyền Linh với chị Ngọc Lan ạ. Chào bạn nữ, chào gia đình hai bên ạ. À, chú chào em. Em tên là Lê Tiến Vũ, sinh năm 1989, sinh sống và làm việc ở Sài Gòn ạ. Làm gì Vũ? Em cũng làm dược sĩ ạ. Dược sĩ luôn hả? Wow. Bán ở đâu? Dạ, em bán tại nhà ở phường 15 Tân Bình ạ. Tiệm thuốc đó là của em hả, gia đình hả? Dạ đúng ạ. Biết đâu sau cuộc gặp gỡ hôm nay mình về mình bán ở Tân Bình đi. Dạ. Nha. Rồi. Ưu điểm khuyết điểm của Linh là gì? Dạ, ưu điểm của em thì em nhiệt tình, với em có trách nhiệm trong công việc. Còn nấu ăn thì biết nấu chút chút. Còn nhược điểm thì em hơi khó, với thẳng tính. Rồi hết rồi. Đang nói sực nhớ là mình hết rồi. Dạ. Nè. Dạ. Rồi. Còn Vũ nè. Dạ, ưu điểm của em là người dễ tính, em sống tình cảm. Nói chung là khá trầm tính. Dạ, em biết nấu ăn. Nấu ăn. Có khuyết điểm gì không? Khuyết điểm của em là em thụ động về chuyện tình cảm. Là nào giờ để người ta cua không á hả? Gần giống vậy. Gần giống vậy. Dạ. Em có mấy mối tình rồi? Chính thức có một mối tình mà từ thời sinh viên lận. Mối tình kéo dài không Vũ? Chắc cũng được một năm ạ. Yêu nhau tha thiết không? Cũng không, thời sinh viên mà. Dạ. Rồi từ đó tới giờ có để ý ai không? Gặp phụ nữ đẹp thì phải nhìn chứ. Gặp phụ nữ đẹp thì phải nhìn chứ. Nhìn nhưng mà có cảm xúc gì với phụ nữ không? Hay là trai cảm xúc rồi? Chắc vậy. Chắc vậy. Trời đất ơi. Trai cảm xúc vậy có coi chừng có cảm xúc gì với đàn ông không? Không. Không nha. Dạ. Thẳng hay không? Thẳng chứ. Đâu để tôi qua tôi coi. Qua coi đi. Rồi tôi qua nhà gái, tôi coi nhà gái. Đâu rồi giờ hỏi tình trường nhà gái rồi tôi qua coi nhà trai. Nữ tính rõ ràng. Ha. Đó. Rồi dạ, chào em. Chị. Nên lịch sự vậy thôi, dễ thương cũng chết luôn ạ. Em gái? Dạ. Mấy mối tình rồi? Dạ chưa mối tình. Dạ lo đi học với đi làm không, không có thời gian. Học dược sĩ mấy năm? Dạ 4 năm. 4 năm, phải làm mấy năm rồi? Làm cũng được 5-6 năm. 5-6 năm rồi? Dạ. Lẽ làm không có mối tình nào, không có anh nào vô mua thuốc dạ, để ý. Cũng có làm mai nhưng mà không hợp. Vậy thì em hợp người như thế nào nè? Em đưa ra cái tiêu chuẩn mẫu hình lý tưởng đi. Dạ như chú Nguyễn Lân. Dạ như chú Nguyễn Lân. Chú Quyền Linh hả? Hàng hiếm khó tìm. Chú Linh là cũng được ha? Dạ. Hả? Bên kia người ta thích người như chú Quyền Linh đó. Em thì em lại dễ tính nên là sao cũng được ạ. À đó, chú cũng vậy, dễ tính lắm. Dạ. Khi nào nóng lên mới khó tính thôi. Em ít khi nào nóng lắm ạ. Ủa vậy đó hả? Trầm tính. Tầm bên đây không? Là dễ tính, khi nào nóng là mới khó, mà bên đây là nóng thường xuyên. Không ra đâu. Dạ, thấy chú dễ thương mà. Rồi bây giờ Vũ muốn tìm một người yêu lý tưởng thế nào? Mẫu hình của em thì đơn giản, sống đơn giản giống em, với lại không có mối quan hệ phức tạp á. Mối quan hệ phức tạp? Dạ. Nhiều bạn bè quá là em cũng ngại đúng không? Dạ đúng rồi. Đừng có mối quan hệ phức tạp nào không? Không có. Tức là bạn bè anh trai mưa, anh trai gió, anh trai bão thì có không? Dạ không có. Bạn nhậu đâu có không? Dạ cũng không. Hai bạn này là em thấy sơ sơ là nó tương đồng với nhau lắm. Em muốn chừng nào lấy vợ? Thì bây giờ mình cứ tìm hiểu đi, nếu mà đàn gái chịu lúc nào thì em sẽ cưới lúc đó ạ. Nhà trai em có hối gì chưa? Dạ hối cả chục năm. Hối cả chục năm. Hối cả chục năm hả? Chừng nào lấy chồng được nè? Dạ hợp thì lấy đúng không? Hợp lấy luôn. Rồi vậy là hai bên cứ hợp là lấy thôi. Hai bạn này làm như là mười mấy năm trời không có tình yêu là để ngày hôm nay gặp nhau hay sao? Đúng rồi. Bây giờ nè, đi với ai vậy? Dạ đi với ba mẹ. À có ba mẹ ngồi đây hả? Rồi xin chào đại diện nhà gái. Trước hết mình xin gửi lời chào đến Quyền Linh, Ngọc Lan. Dạ. Và xin chào với các quý vị khán giả trong khán phòng.
Dạ, chào chú. Chú chào con. Để nhận xét đó, thì chú cũng không có nhận xét gì nhiều. Tại vì trong cái câu chuyện ngày hôm nay đó, thì chỗ em Linh nó là chính. Chứ còn chú với cô cũng mong muốn cho em nó sớm có gia đình, để cuộc sống nó cũng có cái ý nghĩa vui vẻ. Cũng mong muốn là hai em tạo cái cơ hội cho nhau để mà có cái điều kiện để tìm hiểu. Và hy vọng là mọi chuyện nó sẽ tốt đẹp hơn. Yeah. Yeah, cảm ơn chú. Yeah. Rồi nhà trai mình đi với ai cưng? Em đi với bạn thân từ nhỏ của em. À, bạn thân từ nhỏ luôn đó hả? Thân lắm luôn hả? Năm 18 tuổi. Chào em, chào anh Quỳnh Linh, chào chị Ngọc Lan. Hai bạn hai giao diện khác nhau quá ha. Vũ có nhiều người theo đuổi không? Không, tại em thấy lâu lâu nó cũng qua kiếm em mà chắc là không có ai theo đuổi. À Vũ, tôi thấy bạn nữ này cũng hiền, cũng dễ thương. Nếu được thì sang năm đi, chứ năm nay đám tiệc nhiều lắm rồi. Sang năm đi nha. À, sang năm đó, là còn con tháng nữa thôi đó, ác dễ sợ luôn á. Biết đâu được. Vậy là chuẩn bị kia vậy chị. À, thấy Vũ muốn vợ chưa? Em gặp mẹ nó là lần nào cũng hối. À vậy hả? Mẹ hối dữ lắm luôn rồi hả? Dạ. Rồi, thôi cảm ơn em. Cảm ơn em. À, bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt đi nha. Mở rào. Bắt đầu đi Vũ. Trời, lần đầu gặp anh có món quà là gửi em. Rồi, cảm ơn anh, cũng có món quà anh tặng. Rồi, cảm ơn em. Hai bạn có thể mở quà ra xem mình tặng nhau cái gì. Rồi, chúng ta ngồi đối diện với nhau đi. Từ lúc sinh ra tới giờ mới gặp nhau đó. Cảm nhận về nhau coi sao. Xinh quá. Xinh quá. Ta thường người ta có khen em xinh không em? Cũng nhiều. Bạn nam khen hả? Không, mấy chị học chung. Dạ. À, vậy là mấy chị giống anh. Mới vô được ghen nha. Không, tại vì anh thấy em xinh quá. Vậy mà ông kêu ông lười cô gái. Em muốn cầu gì về anh, em thấy anh sao? Dạ, em thấy không đẹp. Dạ, nhưng mà ở nhà anh có bao nhiêu người ạ? À? Mấy anh em ạ? À? Nhà anh á thì bố mẹ anh á thì hiện tại đang ở Cà Mau. Còn dạ, anh với em trai anh thì hiện tại đang ở nhà. Hẹn hò sao? Tuần hẹn mấy lần đó? Đưa ra con số đi Vũ. Em thì em làm ca nào? Dạ em làm ca tối, 9 giờ cái gì ạ? 9 giờ về dạ, cũng sớm mà. Anh thì muốn đi lúc nào cũng được mà, thời gian anh ok á. Ủa em làm full ca luôn, full ngày, full tuần luôn hay sao? Tháng em nghỉ được 2 ngày á. Em làm ca tối là em làm từ 2 giờ tới 9 giờ hay sao? À 1 giờ tới 9 giờ, 8 tiếng á. À, vậy còn nguyên buổi sáng như buổi trưa mà. Em ở đường nào em? Nhà em á? Dạ em đường Phạm Thế Hiển á. À, gần. Anh chạy qua được. Thì đâu thì giờ muốn gần nhau mời ta qua bán thuốc bên đây thôi. Lương khá khá chút ta qua liền có gì đâu. Dạ. Là khỏi đi đâu hết luôn. Tại vì bạn chắc là làm ở đây cũng một thời gian ha. Dạ. Tại mình làm ở đâu mình quen cái môi trường ở đó. Đặc biệt cái nghề này á, chủ lạ khó lắm. Khó làm lắm. Ý là không muốn cho về chung hay gì? Đâu có đâu. Muốn lắm. Nhưng mà bạn có thích hay không thôi. Sau bữa nay rồi mình mới tiếp tục ạ. À. Bạn cái chuyện đó ạ. À. À, bây giờ nè, nói một chút xíu cho nhau hiểu về quan điểm hôn nhân gia đình đi. Mỗi đứa suy nghĩ thế nào về quan điểm hôn nhân gia đình? Anh thích mấy những người mà hiếu thảo, biết tôn trọng những người trưởng bối đó. Tại nhà anh cũng nhiều người có tuổi, nên là anh rất là kính trọng vậy đó. Rồi, ví dụ như là vô ăn cơm rồi chào hết người này người kia, nhưng mà mình cũng phải biết ý. À, xin phép ăn cơm không mình có thể mình ăn, còn mình đi gặp vô nhà hoặc là ai lạ thì mình chào một tiếng rồi mình làm tiếp công việc của mình cũng được thôi ạ. À, với lại đừng có khắt khe quá, tại tính anh rất là dễ rồi. Dạ. Anh dễ cực kỳ luôn. Em thì hay nói thẳng có gì không sao cả, anh nghe nói thẳng từ nhỏ tới giờ anh nghe nhiều rồi. Dạ. Nên là cũng không sao. Nhà bên đó có anh trai không? Em là anh cả rồi ạ. Nữa. Chứ đàn ông mà ai cũng dễ tính như vậy, phụ nữ chúng tôi dễ chịu biết mấy.
Rồi quan điểm của Linh thế nào nói cho Vũ nghe đi. Dạ em cũng muốn biết quan tâm chia sẻ tính trên đường dưới là em cũng không có cần nhiều nữa. Cái đó anh làm được. Dạ. Hai đứa cùng nghề cũng dễ hiểu nhau ha. Dạ. Dạ. Ừ. Bây giờ Vũ tiến tới hát một bài tặng cho Linh nghe đi. Dạ. Tiến tới nắm tay Linh. Sợ tay em lạnh quá. Rồi nó mạnh dạn lên nào. Xin phép em hát một khúc bài hát Ba Giữa Ân Hà. Đó, hát cho Linh nghe kìa, tiến tới nắm tay Linh hát. Nắm tay, tiến tới nắm tay người ta. Đó. Lạnh lắm mày. Vòng đu quay cứ mỗi phút giây lại càng bay lên cao, dường như với tới muôn đám mây đang hoài trôi lững lờ, những ngọn đèn càng thêm nhỏ bé, cả thiên đường ngàn sao lấp lánh, cả bầu trời giờ chỉ riêng cho anh và em. Rồi bàn tay kề nắm lấy nhưng vô tình không ai hay, rồi lòng anh khẽ ấm áp như ly cà phê sữa thơm. Ngồi bên em mà tìm bối rối, thời gian ơi đừng trôi nhanh quá, để anh giữ lấy từng phút giây được bên em. Linh hát đi Linh. Nhà gái mình đáp lại nhà trai một bài cho nó hoành tráng nè. Dạ xin hát khúc trong bài Yêu Đừng Có Nhanh ạ. Em nói anh nghe người ơi, tim má em không được vui, vì em đã hơn 20 mà chưa có ai đến xin mòn xôi. Chờ anh quá lâu rồi, đầy hồ đen hạ tăng, mà trên tay em còn thiếu một chiếc nhẫn vàng. Xin hát ạ. Làm được nắm tay nhau. Dạ. Tiền hơi ấm cho nhau. Hai đứa kết hợp thành Vũ Linh đó. Đó Vũ nói gì đó, tình cảm gì đó nãy giờ trong tim mình thấy sao mà nói hết cho Linh nghe đi. Rồi kêu Linh kê một cái đơn thuốc cho mình. Liều thuốc cho trái tim. Đó, liều thuốc gì cho tình yêu đó. Khỏi em có không? Anh thì ế lâu quá rồi. Em chịu khó em kê giùm anh một đơn thuốc đi, điều trị. Cảm ơn em. Bấm nha em. Dễ thương quá. Kiểm tra lại xem con tim mình có rung động hay không. Có thì bấm ngay cái nút đó nha, đừng dần chờ gì cả. Nào, 1 2 3. Hết thời gian. Ba bấm. Chúc mừng hai đứa. Nào, chính thức hai em đã hẹn hò với nhau. Đặt tay vào nhau nào. Đó thấy chưa, chưa yêu lần nào. Đây. Đây không à? Hả? Không, nó bị chạy. Nó bị chạy. Đây nè đi. Đó. Nó bị sai sai đúng nó không? Nó bị sai sai. Rồi là Linh. Nói với ba mẹ Linh cái gì đi. Dạ con xin phép cô chú cho con này tìm hiểu bé. Con tin là con mang được hạnh phúc cho em. Dạ con xin phép con hôn em một cái ạ. Cái nụ hôn đầu đời nó quan trọng lắm á. Hạnh lên. Được rồi. Được. Được chứ không? Được rồi ạ. Có gì, có thay đổi gì cảm xúc không? Rung hơn chút ạ. Dạ con chào cô Hồng Vân. Con chào chú Quyền Linh, chào bạn nam bên kia, và chào toàn thể mọi người có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Con tên là Thanh Tâm, năm nay con 25 tuổi. Con đến từ Kiên Giang, hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Tức là con đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh là dạ. Nghề gì? Dạ con làm điều dưỡng ở một bệnh viện trong thành phố. À dạ. Ở quận mấy? Dạ con làm ở bên quận 5 chú Quyền Linh. Quận 5 hả? Dạ. Quê ở Kiên Giang. Kiên Giang mình đẹp làm sao? Đó. Chào chú Quyền Linh, chào cô Hồng Vân và chào tất cả các bạn. Con tên là Nguyễn Văn Trung. Hiện tại con đang làm việc và sinh sống ở hai nơi, An Giang và Bình Dương. Công việc chính của con hiện tại đang là môi giới về đầu tư chứng khoán. Rồi, chứng khoán mùa này sao rồi con? Dạ, tình hình vàng với cổ phiếu hiện tại. Đừng nói chuyện vàng ở đây con. Tình hình căng lắm con. Bên kia là làm điều dưỡng, bên đây chứng khoán ha.
con nói cái điểm mạnh điểm yếu của mình cho bạn trai Bỉnh nghe đi. Dạ, cho con xin được nói khuyết điểm của con trước. Là về khuyết điểm của con thì con sống khá là nội tâm, hơi ít nói, với con ngại giao tiếp trước đám đông. Thật sự là ngồi đây con rất là run. Nhưng đúng mà hả? ráng gồng. Vậy đó hả? Dạ. Rồi còn điểm mạnh của con? Dạ, còn về điểm mạnh của con thì con biết nấu ăn, biết lắng nghe người khác, cũng như là biết chăm sóc cho gia đình. Còn con? Dạ. Con có những cái ưu điểm, khuyết điểm gì? Dạ con ưu điểm và khuyết điểm hơi bị nhiều. Khuyết điểm trước đi, giống như bên kia coi sao. Cái trước tiên cái khuyết điểm của con là hay bị dễ gọi là ngủ nướng. Ngủ nướng. Tại vì cái tính chất công việc của con thì thường hay gọi là ngủ trễ, nên gọi là đôi khi ngủ khoảng là 7-8 giờ sáng mới thức. Ngủ lên chứng khoán nó lên cái mệt. Thường phiên sáng thì nó không có vấn đề gì. Kèm theo đó là con rất là dễ gọi là dễ quên tên, quên tên người đối diện. Rồi, dạ. Khuyết điểm gì nữa con? Thì hầu như là hai khuyết điểm đó là rất là lớn của con. Còn dạ. Ưu điểm? Dạ, ưu điểm của con thì dễ gần gũi, vui vẻ. Kèm theo đó là hầu như là rất là dễ hòa nhập với gọi là tất cả các môi trường. Nhưng mà con có thể thêm cái khuyết điểm của con là hơi bị nhây. Nhây hả? Dạ, nhây. Giống nhây như là có lầy không? Nhây cũng hơi lầy. Hơi lầy luôn. Dạ. Nhưng mà đôi khi cũng cần lầy cho nó vui con. Ông con nghĩ như thế thì phù hợp với bạn bên kia, tại vì bạn bên kia khá là trầm tính. Ưu điểm khuyết điểm bên đây vậy đó, bạn gái thấy sao? Nó nghe nè, bây giờ bên đó có cái sở thích gì đặc biệt không? Hiện tại thì con rất là thích, gọi là thích đi du lịch. Hầu như là tầm độ khoảng 3 tháng là đều đi một lần. Bên đây con có thích du lịch không? Dạ con cũng thích đi du lịch. Vậy hả? Dạ. Có thích nuôi động vật không? Dạ thích, con vô cùng thích nuôi chó mèo luôn. Dạ bạn bên kia có thích không? Dạ con chuẩn bị là định là tìm bạn nữ để là nuôi cún nè con. Dạ. Trời ơi, lấy vợ thì làm gì tư tỉnh, lấy vợ thì nuôi cún. Hai đứa cũng có nhiều cái giống nhau ha. Đúng rồi, đồng điệu á. Bây giờ mình hỏi xem đường tình duyên hai nhỏ hay sao nè. Bây giờ đường tình duyên của mình có mấy mối tình rồi nè? Dạ con có một mối tình đơn phương. Còn nếu nói về mối tình chính thức thì con chưa trải qua mối tình nào hết. Chưa có mối tình nào hết. Rồi đơn phương người ta có biết mình đơn phương người ta không? Dạ không. Không biết luôn, dạ. Đó là năm thứ mấy? Dạ năm 2 đại học cô. Như vậy là tới nay là được mấy năm? Khoảng 4 năm cô. Khoảng 4 năm rồi. Dạ. Trời đất ơi. Wow, áp lực cho cái anh bạn bên kia nghe. Anh Trung. Dạ. Đó bên kia là chưa có mối tình nào đó người nha. Người ta chưa có mối rồi, tình nào đó. Rồi con nói đường tình duyên đi, mấy mối tình rồi? Dạ con hiện tại đang có, đã từng trải qua 2 mối tình. Mối dài nhất là mấy năm? Dạ dài nhất là một năm. Một xong năm. Rồi đơn phương họ cũng 3-4 năm. Khi mà chấm dứt cái mối tình đó thì bắt đầu quen lại một cô bạn thì lớn tuổi hơn con 5 tuổi. Lớn nhưng 5 mà tuổi. Sau thời gian khoảng cũng gần 1 năm thì họ cũng bắt đầu định cư bên Mỹ. À. Nên trở thành bạn luôn. Rồi, xong rồi đó. Nhưng mà anh đây con ở không là mấy năm rồi, nãy con nói nhỏ cô không nghe. Dạ cũng gần 2 năm rồi cô. Ở không gần 2 năm rồi đó, hả? Trời ơi, bên đây ở không đó giờ luôn á. Dạ con cần tìm yêu thế nào con nói cho bà mối dân nghe cái đi. Cái mẫu bạn gái của con có thích giống như là mà người yêu của con phải giống như công chúa không? Dạ con nghĩ thì không cần như vậy đâu cô. Tại vì xinh quá thì mất công giữ nữa thì khổ. Không, ý cô không nói là xinh quá mà giống như là một cái mẫu hình mà giống như là nhẹ nhàng nè, dễ thương nè, nhìn giống như công chúa vậy đó. Có thích không? Dạ cũng thích đó cô ạ. Thích da trắng hay là da nâu? Da cao khoảng 1-1.5 trở lên là cao mét rưỡi. Dạ thì da trắng. Tóc em con, sao? Dạ tóc thì chấm ngang vai hoặc vài tí xíu cũng được. Nhưng mà cái đó những vấn đề đó thì quan trọng là phù hợp vào cái tính cách và sở thích của người phụ nữ thôi, chứ mình cũng không thể can thiệp được. Có bây giờ con nghĩ là trời ơi, bây giờ là khi mình bắt đầu đến cái với cái chương trình này, rồi tự dưng mình đem về một cái gọi là một cái viên ngọc quý, một nàng công chúa mà mình phải trách nhiệm nặng nề lắm, bởi vì tới 25 tuổi rồi người ta chưa biết yêu là gì luôn. Cô nói con bị đau tim. Bị đau tim luôn, cô còn đau tim giùm con nữa nè. Để tôi qua tôi coi mắt này nhà gái coi nè, sao nha. Đây. Công chúa hả? Đó công chúa. Chào chú Hương lên. Trời chào công chúa. Đó. Dễ cưng quá ha. Con muốn tìm một người yêu như thế nào? Dạ mẫu bạn nam của con là một người trưởng thành, chín chắn. Con thích bạn nam ít nói, với không hút thuốc. Còn nếu mà uống rượu thì cũng được, nhưng mà phải biết điểm dừng là được. Đặc biệt là con thích mấy bạn nam mà biết sửa chữa một số cái vật dụng ở trong gia đình á, ví dụ như là lắp điện hay lắp ống nước hay trời là khoan đường gì đó. Ba cái dạ, nhỏ mà, nhặt đó mà. Ví dụ như nếu bạn nam đó mà cũng thương chó mèo nữa thì con còn khóa giữ nữa. Được không con? Dạ con nghĩ là được. Sửa được số đồ trong nhà không? Dạ được. Bao nhiêu phần trăm? Nãy giờ bạn gái nói vậy là con dạ, khoảng là 80%. 80% đó. Chỉ có cái việc là cái công việc của môi trường làm việc con nói hơi nhiều, nên nói hơi khó. Chứng khoán mà nói nhiều lắm. Nhưng mà theo cái cạnh là khi mà có hai đứa thì con rất là ít nói. Con không thích điều gì đàn ông?
Dạ con không thích con trai gia trưởng với tính hay tính toán. Tính toán? Dạ. Chứng khoán tính dữ lắm. Gì đó, nè đó, nè, nè tính. Tính hàng giờ luôn á. Khoán mà không tính là thua đúng không? Thôi hỏi kiến người thân đi con. Con dạ. Đi với ai? Dạ hôm nay thì con đi với hai đứa em gái. À hai đứa em gái ha. Thấy chị dâu tương lai sao? Được không? Dạ con chào chú Quyền Linh và cô Hồng Vân. Con thấy chị này rất là xinh và dễ thương, rất là hợp với anh của con. Hai người rất là xứng đôi. Hồi nãy chị nói là thích người đàn ông sửa điện, sửa uống nước trong nhà không? Thì anh em lúc trước là thợ sửa điện, sửa uống nước trong nhà. Thợ sửa trong nhà, thợ sửa ngoài. Sửa ngoài luôn chú. Trời ơi, giỏi vậy đó hả? Dạ. Thôi vậy cũng được, an tâm con, an tâm. Em mong hai anh chị cho nhau cơ hội để mà tìm hiểu nhau. Rồi, cảm ơn con. Hai đứa này nó giống như song sanh vậy. Con đi với ai ạ? À? Dạ hôm nay con đến đây cùng với chị và các bạn đồng nghiệp của con. Vậy hả? Đâu chị ơi, chị đâu rồi? Dạ em xin chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân ạ. Em là Tinh Chi, em là chị đồng nghiệp của bạn Thanh Tâm. Thì bạn là một người vui vẻ, hòa đồng. Chắc do tình duyên chưa tới cho nên lúc này còn không. Chị thấy bạn trai bên đây cũng vui vẻ, hòa đồng. Mà hy vọng mà hai bạn nên cho nhau một cơ hội ạ. Cho chúng trẻ gặp nhau đi. Mở rào ha. Mở rào. Mở rào. Ôi, dạ. Anh có quà, mua quà tặng em nha. Em cảm ơn anh. Dạ, đồng thời em cũng có muốn quà muốn tặng cho anh. Dạ, okay. Đây là chiếc đèn ngủ hình một nhân vật hoạt hình mà em rất là yêu thích. Em hy vọng là với chiếc đèn ngủ này thì sau một ngày làm việc mệt mỏi thì nó có thể mang đến cho anh một giấc ngủ ngon. Anh có thể mở quà ra coi. Dạ, anh cảm ơn em. Dạ. Cái này mình mở được. Dạ, à, đập nó cũng cháy mà không đập nó cũng cháy luôn. Dạ. Do lần đầu tiên anh nói chung là cũng lâu lắm rồi không có biết là mua quà tặng cho phụ nữ nên cũng chỉ có duy nhất một cái bó hoa thôi. Với lại bên cạnh bó hoa thì anh cũng đang là sau một cái thời gian làm việc á, cũng lén mẹ có một cái quỹ viên gọi là quỹ đen á, đang tìm một cái người phụ nữ để giữ giùm. Tại vì người đàn ông thì rất là khó giữ cái quỹ đó thì cũng mong muốn là trước tiên là cũng có được một cái người gọi là giữ quỹ đó giúp cho anh. Nữ chủ nhân đúng không? Nữ chủ nhân. À, ở lần gặp đầu tiên thì anh có cảm nhận gì về em không? À, cảm nhận của anh là em rất là xinh, xinh hơn là cái mức là tưởng tượng của anh. À, cảm ơn anh. Với lại thấy em cũng rất là vui vẻ, rất là vui vẻ. Nói chung là em cũng chỉ hay cười thôi chứ em không có, chắc cũng thiếu muối. Anh cũng rất là thích cười, nói chung là vui cũng cười, buồn cũng cười. Dạ. Ủa vậy là hiện tại giờ là em ở Sài Gòn luôn hả? Dạ đúng rồi, em ở Sài Gòn, em ở bên Tân Bình. À Tân Bình ha. Nhưng mà hiện giờ là anh đang làm việc ở An Giang ha anh? À, hiện tại thì anh đang gọi là chuẩn bị chuyển công tác về dưới. Nhưng mà khoảng một tháng trước thì anh cũng đang ở Bình Dương. À, ví dụ như công việc của em thì khá là bận rộn, cũng có hai trực đêm nữa. Anh nghĩ sao về việc mà người đàn ông trong gia đình á phụ giúp người phụ nữ của mình công việc nhà một xíu? Thì cái hầu như cái việc đó thì đương nhiên thời buổi hiện tại bây giờ là nam nữ gọi là bình đẳng. Dạ. Nên tốt nhất là san sẻ công việc lẫn nhau. Dạ. Dạ, chứ không phải cứ phụ nữ là phải làm hết tất cả những việc đó. Dạ. Nên cái điều đó thì em cứ yên tâm, tại vì anh thì sống một mình cũng từ thời điểm năm 20-21 tuổi rồi. À dạ. Nên những cái vấn đề đó anh nghĩ làm được. Dạ. Hai đứa trao đổi là bây giờ mình hẹn hò ở đâu, khoảng bao lâu mình sẽ tiến tới hôn nhân, ví dụ như thế. Nếu như mình bắt đầu quen nhau thì em nghĩ là mình sẽ tìm hiểu bao lâu? Em nghĩ khi nào mà em cảm giác là em cảm nhận được anh là người một người đàn ông tốt. Dạ, chắc khoảng một năm, hy vọng vậy. À. Tại vì hiện tại giờ thì mẹ anh rất là sợ về nhà. Tại vì về nhà, mỗi lần về nhà là mẹ anh cứ bảo đi cưới vợ. Dạ, đúng vậy. Tương lai hai đứa lấy nhau thì về ở đâu? Kiên Giang hay là An Giang? Chú Quyền lên thay em hỏi luôn rồi, anh trả lời luôn nha. Anh thì anh là con thứ. Cái việc mà ở đâu thì nó không quan trọng. Dạ. Thật sự mà nói ở đâu mà cảm thấy mà mình vui vẻ, mình hạnh phúc thì mình cứ việc ở. Với ba mẹ anh thì cũng không đặt nặng cái vấn đề mà phải đi làm dâu này kia nọ. Dạ. Quan điểm về con trai con gái thế nào? Ví dụ sau này mà có thể tiến tới hôn nhân thì anh thích sinh bao nhiêu con, và là con trai hay con gái? Anh nghĩ là một nam một nữ là một nam một nữ. Dạ. Một nam một nữ là hợp lý. Hai đứa giao lưu văn nghệ chút đi nha. Thôi anh xin gọi là gửi tặng cho em một cái đoạn thơ thôi. Một cái đoạn thơ mà anh nghĩ đang khá là hot ở hiện tại ở trên mạng. Dạ. Anh hãy nắm tay lớn lên nha con, lớn lên cho cô nghe chứ. Đất An Giang đầy nắng và gió, trai An Giang vừa chịu khó lại dễ thương. Nếu một mai mẹ anh cần cô dâu Thảo, em có bằng lòng làm con dâu mẹ anh không? Dạ. Trả lời luôn đi.
Dạ em nghĩ là sẽ để thời gian trả lời. Dạ. Ok. Hát đi con. À, thật sự là con hát rất là dở, cho nên là có gì thì mọi người cũng bỏ qua cho con nha. Hát hay không bằng ai. Dạ, hát con được một đoạn thôi nha. Gửi sao anh đêm lung linh và tình sông nơi biển lớn, gửi anh những ngôi sao trên cao, tặng anh chiếc khăn gió ấm, để anh thấy chẳng hề cô đơn, để anh thấy mình gần bên nhau, để anh vững tin vào tình yêu hai chúng ta. Rồi cơn mưa đêm qua đi, ngày mai lúc anh thức giấc, nắng mai sẽ hôn lên môi anh, nụ hôn của em ấm áp, và anh hãy cười nhiều anh nhé, vì anh mãi là niềm hạnh phúc của em mà thôi. Rồi. Mà. Được rồi, hai đứa về vị trí đi nào. Giờ đã đến lúc hai đứa kiểm tra lại đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. Chúng ta hãy lắng nghe con tim của mình nha. Đừng bấm nút vì bất kỳ điều gì cả. Để tay vào nút bấm đi các bạn. Trước khi bấm, con có thể nói một câu với bạn nữ không ạ? Nói đi con. Nói rồi, nghe nghe. Mình gặp nhau ngày hôm nay đó là một cái duyên. Anh nghĩ là mình, cái này là về phía anh thôi. Nhưng mà anh mong ở góc độ là em là bên đàn gái. Chúng ta có thể là cho nhau một cái cơ hội để gọi là mình tìm hiểu nhau một cách gọi là chân thật và lâu dài hơn. Tại vì đến với cái chương trình này thì anh không muốn dừng lại ở một cái mối quan hệ gọi là bình thường. Và anh mong em là sẽ bấm nút cùng về cùng với anh. Anh xin hát. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. 3, 2, 1. Hết thời gian. Chúc mừng. Được rồi đó. Nắm tay nhau đi. Rồi bây giờ là nụ hôn đầu tiên con vượt qua được cái dạ. Đó vậy thôi, bình thường đó mà. Em chào anh Quyền Linh cùng chị Hồng Vân, chào bạn nữ bên kia và toàn thể khán giả ở trường quay. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Đức Tiến, 24 tuổi, quê ở Hà Tĩnh và hiện đang làm trợ lý xe máy của ban kỹ thuật trung đoàn 935 sư đoàn 370 quân chủng phòng không không quân. Rồi, con mình giới thiệu nào. Dạ, con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quỳnh Linh, chào anh bên kia và chào tất cả mọi người đang có mặt ở đây. Con xin tự giới thiệu, con là Yến, năm nay con 22 tuổi và hiện tại thì con đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương. Nghề nghiệp của con là giáo viên tiểu học ạ. Giáo viên tiểu học. Dạ. Nhỏ xíu 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 vậy đó hả? Dạ. Là mê gọi là mê mấy anh phi công hả? Có không? Có mê không? Dạ có. Ừ, mới 22 tuổi thôi. Mình lên tham gia chương trình này. Nhưng mà nghe bạn bên kia giới thiệu á, mình cảm thấy tự nhiên mình có cái gì đó bồi hồi không? Dạ có. Có phải không? Dạ. Ừ, thần giao cách cảm đúng không nè? Dạ. Rồi bây giờ mình sẵn vậy là mình nói luôn cái điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Dạ thưa cô Hồng Vân, là điểm mạnh của con á, là con là một người làm việc rất là trách nhiệm và sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp và rất là đặc biệt á, là rất là quan tâm và biết giúp đỡ mọi người. Và cái điểm mạnh của con nữa là con rất là thích yêu động vật. Nhà con có nuôi chó và mèo. Dạ. Rồi có điểm yếu gì không? Điểm yếu của con á, thì con có rất là nhiều điểm yếu. Dạ, điểm yếu thứ nhất á, thì con khó kiềm chế cảm xúc bản thân của mình lắm. Con cũng dễ vui, dễ buồn, dễ khóc, cũng dễ giận hờn. Dạ. Xong rồi thì con hay quên, gọi bạn con hay gọi con là não cá vàng á cô. Vậy đó hả? Hay quên hả? Dạ, con thì sống nội tâm nên là mọi chuyện trong cuộc sống á, thì con ít khi chia sẻ với người khác. Con thì thường chọn cách là im lặng. Dạ. Rồi xin mời nhà trai nghe tâm sự bên đây, nhà trai thấy sao? Rồi mà em em chào chị, em chào nữ bạn nữ thì em qua cái phần giới thiệu của bạn nữ thì em cũng thấy là bạn có nhiều điểm là khá tương đồng với em. Và em thì yêu Tổ quốc, yêu đồng bào hơn là yêu động vật và chó mèo. Tiến có những cái ưu điểm gì, khuyết điểm gì? Dạ em về điểm mạnh của em thì em là một người sống vui vẻ, hòa đồng và nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc và có sống rất là tình cảm đối với gia đình, bạn bè và những người xung quanh. Có những khuyết điểm gì không? Vâng, khuyết điểm thì về tính cách thì em cũng hơi thẳng tính. Thành tính đôi lúc những cái công việc nó mang tính mạnh thì em thường là thẳng tính thì
vẫn dễ bị mất lòng. Nhưng mà mình làm quân bên hàng không, quân phòng không mà, thì nên tất cả mọi thứ phải nghiêm chỉnh chấp hành chứ, đúng không? Dạ vâng. Chứ đâu phải như người ngoài mà bỏ qua được. Dạ cái vâng. Nào rõ ràng là cái đó. Dạ vâng. Em là năm nay hai mấy tuổi? Dạ em năm nay 24 tuổi. 24 hả? Vâng. 24. Bên đây 22 nè. Trời ơi trẻ dễ sợ. Nhưng mà bạn bên đó có thích quen với các cô giáo không? Dạ hồi bắt đầu mà em sinh ra và bắt đầu lớn lên ấy, thì em đã có mơ ước là được lấy một người phụ nữ là làm giáo viên ạ. Ồ, giáo viên tiểu học. Giờ đúng giáo viên luôn rồi đó. Ừ, giáo viên tiểu học đó. Tiến có mấy mối tình rồi? Dạ em có hai mối tình rồi. Hai mối rồi hả? Mối dài nhất là mấy bao lâu? Dạ mối tình dài nhất là khoảng được 3 năm ạ. Và 3 năm? Vâng. Ngắn nhất là? Ngắn nhất là 1 năm ạ. Vậy là 4 năm có kinh nghiệm trong tình yêu rồi. Dạ không, thì thực ra thì nói là tình yêu thôi nhưng mà đa số là em hai bạn là mến nhau, vẫn chưa gọi là một có cái gì đấy là thật sự yêu thương quá mức ạ. Ủa là sao? Là tình yêu đơn phương đó anh. À đơn phương thôi hả? Đơn phương mà 3 năm luôn. Vâng, em đúng là một điểm yếu của em nữa là em làm một việc gì đấy thì em thường hay muốn làm hết mình và đôi khi vẫn hay cố chấp vậy. Cố chấp quá thì cũng không có. Em có bật đèn xanh cho bên kia biết không? Dạ có chứ ạ. Còn bên kia nó sao mà? Cũng lúc bắt đầu mới yêu thì cũng mến nhau thì là khoảng cách là không xa nếu chúng ta xem là tất cả. Nhưng sau rồi về khoảng cách địa lý thì cũng xa mặt cách lòng nữa anh. Trời ơi, nhưng mà bạn đó là làm nghề gì em? Dạ, bạn đấy làm nghề y ạ. À ngành y hả? Dạ vâng. Như vậy là đúng là em phải đúng với cái ước mơ của em là em phải yêu cô giáo rồi. Đó. Còn mình bên đây sao nè? Mình có mối tình nào chưa? Dạ thưa cô thì con chưa có mối tình nào sâu đậm. Chỉ có một mối tình là dừng lại ở mức tìm hiểu nhau thời học sinh cấp 3 á cô. Dạ sau đó thì tìm hiểu nhau khoảng tầm 1 năm thì hai đứa cũng vì khoảng cách địa lý xa quá. Nên là cũng dừng lại. Sao mà cách lòng luôn? Dạ. Thì thời học sinh thì mình cũng tìm hiểu nhau cho vui vậy cơ, để mình hiểu nhưng mà hơn. Nhưng mà cái mẫu người đàn ông của con là con muốn như thế nào? Dạ thưa cô là con muốn một bạn trai là cao hơn con. Cao từ 1m6 trở lên. M6 trở lên rồi. Không biết anh bên đó có cao 1m6 trở lên không ạ? Tí cô qua cô kiểm cho. Dạ. Giờ con cứ nói cái gọi là cái mong muốn của con với người bạn trai của mình. Dạ rồi. Con muốn bạn trai của mình là hơi ú một chút. Hơi ú hả? Dạ. Cỡ anh, cỡ chú Quyền Linh không? Dạ được. Được phải không? Dạ. Từ chú Quyền Linh đổ lên đúng không? Dạ. Rồi về chú tính... là hơi ú quá đó con. Dạ về tính cách thì con muốn bạn trai là một người vui vẻ hòa đồng. Và đặc biệt là quan tâm và yêu thương gia đình mọi người. Thì hồi nãy bạn nói rồi, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào, yêu luôn động vật đó. Nhưng mà bây giờ gì nè, con sợ những cái gì, tính cách nào ở người bạn trai? Hồi nãy là bạn có nói một chi tiết là bạn làm việc là bạn gần như là làm hết mình á, thậm chí là hơi cố chấp luôn á trong công việc á. Con có thích mẫu người như vậy không? Dạ thưa cô thì con thì cũng là một người gọi là khó bất chấp luôn cô, khi mà làm một công việc nào đó thì con tập trung vào làm rất là trách nhiệm. Nhưng mà con sợ thì nếu mà hai người mà thẳng quá, trách nhiệm quá thì không biết là như thế nào nữa. Như thế nào luôn phải không? Thì cái điều gì con sợ nhất ở người đàn ông? Dạ con sợ nhất ở người bạn trai á là vũ phu cô, gia trưởng. Yên tâm, chàng trai này không có vũ phu đâu. Người ta được rèn luyện trong môi trường quân đội ha. Nhất là một anh chàng không quân, đẹp trai, chắc chắn không có ú. Dạ con chào chú cô giáo, dễ thương quá. Con biết rồi là bộ đội mà không có ú được đâu. Tao luyện chắc lắm này là đó, các chú không quân nè, đẹp trai không? Không ai ú đâu. Dạ. Ú mấy bài đâu có nổi. Chào cưng. Thấy đẹp trai chưa? Ừ. Dễ thương. Trai, nét phong trần. Bây giờ mình cao 1m nhiêu nè, giờ cổ nói từ 1m6 đổ lên đó. Mày chắc sao mấy? Dạ em dư 8 phân. Thấy chưa? 68 luôn. 1m68. Dạ. Đô chứ không ú nha. Đô dạ. Con nha. Đô cũng được. Đô là quá được luôn đúng không? Đô mà chắc. Ừ. Còn hơn ú mà nó không chắc.
Nhưng mà mình có vũ phu không? Dạ, chắc chắn không ạ. Chắc chắn là không đúng không? Quân đội ta làm gì có chuyện đó. Thì từ từ tôi hỏi người ta, ông làm gì ông làm gì ông la lối tôi hoài vậy hả? Đàn trai phải binh đàn trai chứ trời ơi. Ủa tôi có nói gì đâu mà ông binh trời. Không cần phải hỏi những điều đó. Quân đội là ta nghiêm chỉnh. Mắc cười quá, bên nhà gái người ta hỏi thì giờ tôi phải mượn lời tôi hỏi thôi. Ngộ ghê ha con ha. Nói nghe nè. Em thì em thích cái người con gái của mình như thế nào? Vâng, em thì thích con mẫu người con gái của em thì đơn giản lắm, nói chung là xinh đẹp như chị chẳng là được. Còn về tính cách thì cũng dịu dàng, cũng vui vẻ, và em nghĩ là quan trọng là có chân thành đối với lại người mà mình đang tìm hiểu. Còn về em không thích con gái luộm thuộm mà thích gọn gàng sạch sẽ. Đây bạn bên đây là nãy bạn nói là bạn đâu hồi nãy bạn nói là bạn cực kỳ sạch sẽ luôn á. Ừ mà gọn gàng nữa. Rồi như vậy á, nói nghe nè, qua cái tâm sự này á thì cái mong muốn đó thì mình thấy mình được bao nhiêu phần trăm rồi? Dạ cô Hồng Vân thì con thấy mình được trên 80%. Trên 80% tự tin mà nói là trên 80% nha. Bên đây 90 không? Bên em 95%. 95% à. Đấy, vậy là hợp lý rồi. Mà tôi thấy gần 100% luôn, hai người này là được á. Rất là hợp lý. Coi như nam thanh nữ tú đó nha. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi, cho hai bên gặp mặt ha. Chính xác. Cũng trưa rồi, hỏi liền luôn đi. Ừ, hỏi liền đi. Bây giờ mình đi với ai nè? Dạ thưa cô, là con đi chung với hai người bạn thân của con ạ. Hai người bạn thân? Dạ. Đại diện mời hai người bạn thân. Bạn này quen lắm rồi. Bạn này tham gia chương trình rồi nè. Phải không? Đúng dạ, rồi, dạ, đúng rồi. À. Số của bộ đội đúng không? Dạ đúng luôn ạ. Ồ, hèn gì. Trời ơi, nhưng mà không phải là bên không quân đúng không? Bộ đội binh quân khu 7. À, con bên bộ đội bộ. Bộ đội bộ. Bộ binh, bộ binh. Bộ binh hả? Ừ. Rồi nè, giờ nè, nói cái cảm xúc của mình. Dạ, dạ con đầu tiên là con xin chào chú Quyền Linh, cô Hồng Vân và tất cả các anh chị có trong trường quay ạ. Con tên là Ngọc Trâm, là bạn thân của Yến. Bình thường thì ngoài đời thì Yến là một người rất là dịu dàng, dễ thương. Anh yên tâm đi, Yến là người sạch sẽ lắm. Bình thường là hả, ở phòng á, là lâu lâu rảnh là lôi hết cái phòng ra dọn dẹp vậy. Thế nên là anh cứ yên tâm về bạn ấy. Về còn về bạn anh bên đây thì em thấy là anh cũng sạch sẽ gọn gàng mà như mong muốn của bạn Yến. Với lại là bạn Yến bình thường á, là ở ngoài thì hay tỏ ra lạnh lùng lắm, nhưng mà thật ra thì rất là mỏng manh dễ vỡ. Em mong sao là anh có thể bảo vệ được bạn ấy. Với lại gặp nhau ở đây đúng là cái duyên rồi. Em mong là hai người có thể cho nhau một cái nợ để có thể tìm hiểu nhau sâu hơn. Dạ em cảm ơn ạ. Trâm Trâm, chú hỏi nè, cái mối quan hệ của con với lại bạn trai bộ đội, bộ binh đó hôm trước thì tình hình thế nào rồi Trâm? Dạ vẫn đang tìm hiểu thôi à chú. Vẫn đang tìm hiểu hả? Dạ cũng mới đang có một quay có một tháng thôi à. Có liên mà lạc tốt không? Tiến triển tốt không? Dạ có liên lạc thôi. Tiến triển tốt không thì nó đang ở mức giữa giữa thôi. Rồi từ từ nó sẽ gần gần hơn xíu nha. Rồi dạ, chúc cho hai bạn biết đâu hôm nay không quân với bộ binh kết hợp luôn. Tháng đầu tháng đó. Dạ cảm ơn chú. Rồi Tiến đi với ai Tiến? Và có anh là em đi với thủ trưởng của em và những người đồng đội. Chào thủ trưởng của Tiến. Xin kính chào quý vị khán giả trên trường quay. Kính chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Tôi tên là Vương Đức Tuấn Anh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn Không quân 935. Về trước tiên cho phép tôi thay mặt toàn thể cán bộ chiến sĩ Trung đoàn Không quân 935, Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không quân, xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất và lời chào trân trọng nhất tới ban biên tập chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Về đồng chí Tiến của chúng tôi, đồng chí Tiến là một sĩ quan trẻ mới ra trường nhưng có tinh thần trách nhiệm rất là cao, rất là nhiệt tình, hăng say trong công việc. Đặc biệt là đồng chí rất là thận trọng, cầu tiến bộ. Thế còn về cuộc sống đời thường thì đồng chí là người rất là quan tâm đến mọi người, luôn biết chia sẻ cùng đồng chí đồng đội trong những lúc khó khăn. Rồi bây giờ đồng chí thấy cô giáo viên tiểu học bên đây sao nè? Xin cảm ơn anh Quần Linh và chị Hồng Vân, cảm ơn trường quay. Bạn gái rất là duyên dáng, rất là tuyệt vời. Nếu như cách đây 15 năm thì
tôi bấm nút liền. Có như 15 năm trước là bấm nút, còn bây giờ thì cũng thấy truyền cái cảm xúc đó cho lính của mình đi. Bây giờ thì có lời nói là Tiến ơi, em hãy nhanh tay lên. Tinh thần của không quân là quyết chiến, quyết thắng. Và mong bạn sẽ về với đội của chúng tôi. Wow. Xin cảm ơn. Anh đây hỏi bạn gái cái nè, nhưng mà lý do gì con lại thích chồng trong quân đội? Dạ thưa cô, thì con thích chồng trong quân đội thì cũng là một cái duyên thôi con. Hồi con còn là sinh viên á, con có tham gia một số chương trình bên trường quân đội á. Cái mỗi lần tham gia như vậy thì con cảm thấy có cảm tình nhiều hơn. Nên là bây giờ cứ thấy bộ đội là con thích à. Vậy đó. Không quân á là con thấy rất là đẹp trai, sức khỏe tốt ha. Dạ. Nói chung là các đồng chí không quân là không cần đã lắm. Chú mà chú con trai chú còn thích đừng nói chi. Ừ, thôi bây giờ mình mở rào đi để mở cho rồi. Hai trẻ nó gặp nhau đi. Chưa nghĩ không. Rồi mở rào. Bắt đầu cho Tiến. Nào, quyết chí quyết thắng nha. Chào em. Anh có món quà muốn tặng em. Anh muốn anh tặng cho em một lọ hoa vì hoa lavender ạ. Biểu hiện cho sự may mắn và chung thủy ạ. Và muốn tặng em cho một cuốn sách mang tên là Tử Tế Đáng Giá Bao Nhiêu ạ. Cuốn sách để giúp em những cái lúc cô đơn nhất thì có thể có một người bạn tâm sự. Dạ rồi, em cảm ơn anh ạ. Hôm nay đến với chương trình thì em cũng có một món quà tặng anh, đó là một cuốn sổ nhật ký và một cái viết. Thì em cũng hy vọng là anh sẽ viết ra những tâm sự của mình vào đây. Dạ, có thể là chuyện vui, chuyện buồn hay mọi chuyện trong công việc thì anh có thể tâm sự vào đây ạ. Dạ. Anh cảm ơn em ạ. Dạ, và đặc biệt thì em có một bài thơ viết tặng anh, cái này em sưu tầm được. Dạ, con xin phép mọi người, con xin được đọc bài thơ ạ. Để qua đây đi, cho nó thoải mái. Dạ. Rồi, xong bây giờ con đọc đi. Để đây đi Tiến. Em là chiếc lá nhỏ, anh là bầu trời xanh. Cái gì em cũng có, chỉ là thiếu mỗi anh. Dạ, em gửi tặng anh. Cảm ơn anh. Dạ. Tiến đáp lại Tiến. Bài thơ cực kỳ xúc tích luôn á. Dạ, quá xúc tích. Anh cảm động lắm. Anh xin cảm ơn. Hỏi hát bài tặng bạn đi, đáp lại cái bài thơ đó. Vâng, đến với lại chương trình ngày hôm nay thì em xin gửi đến bạn gái cùng hai MC cùng toàn thể hội trường bài hát một đoạn là trong bài Hành Khúc Ngày Và Đêm. Anh đang mùa hành quân pháo lăn dài chiến dịch. Bồ đều đến xuất kích chờ nghe tiếng pháo giàn. Ngôi sao như mắt anh trong những đêm không ngủ. Giao anh em vẫn mở cho ánh sao bay vào. Ngày và đêm xa nhau đâu chỉ dài và nhớ. Chờ ngay trong cách chờ nơi cháy ngời nhiều. Pháo anh lên đồi cao ná vào đầu giặc Mỹ. Giặc dưới hầm sâu em cũng là chiến sĩ. Cái chết cuối gục đầu, cuộc đời xanh tươi che ngày đêm ta bên nhau những năm dài chiến đấu. Ngày đêm ta bên nhau những năm dài chiến đấu. Đêm ngày trong chiến đấu anh vẫn sống, vẫn gần em nhau. Em run quá. Hát bài này học nè. Giáo em vẫn mở cho ánh sao bay vào ha. Gặp đầu tiên là bắn pháo liền ha. Rồi, mời hai bạn về vị trí. Nào, hát ngùm tâm sự đi con. Được, một bài thơ rất là xúc tích, một bài hát cũng rất là ý nghĩa. Em là chiếc lá nhỏ, anh là bầu trời xanh. Cái gì em cũng có, chỉ là thiếu mỗi anh. Trời ơi, đúng là hay quá. Giờ có anh rồi đó, mình cảm nhận anh thế nào, cô giáo? Dạ, thưa chú Quỳnh Linh, cô Hồng Vân, thì con thấy anh có những cái điểm mà tương đồng và phù hợp với con ạ. Bây giờ vậy nè, con nói thẳng với anh luôn. Con nói cho anh nghe là con có tưởng tượng là cái người mà ngày hôm nay con gặp giống như anh không? Dạ. Con nói cho anh nghe đi.
tưởng tượng của con so với anh ở đây thì giống tới 90%. Wow. Dạ. Anh cho em hỏi là lúc mà anh giới thiệu là anh ở công tác ở đâu ạ? Hiện tại anh đang công tác ở trung đoàn 935, sân bay Biên Hòa Đồng Nai. À, sân bay Biên Hòa. Em ở Di An thì chắc cũng gần. Dạ vâng. Dạ. Qua sát bên máy bay về cái tới. Dạ, nếu mà mình có cơ hội để tìm hiểu nhau anh thì anh sẽ dành thời gian cho em như thế nào? Nếu trong ngoài thời gian làm việc ở đơn vị thì anh sẽ dành thời gian cho em một tuần từ 2 đến 3 lần. Không cần phải cuối tuần, mà ngày thường nếu em có thời gian rảnh thì anh có thể dành thời gian để hẹn hò. Dạ. Theo anh thì quan điểm hôn nhân của anh là gì? Quan điểm hôn nhân của anh thì anh nghĩ là nếu hai người muốn tìm hiểu với nhau thì điều đầu tiên là mình cần phải chân thành. Rồi muốn đi đến xa hơn thì phải có cái niềm tin vào nhau. Phải lúc nào phải tạo cho nhau cái bầu không khí vui vẻ hoặc là nó rất là thú vị. Dạ, quan điểm hôn nhân của em á thì cũng rất là đơn giản, chỉ cần là hai người hiểu nhau và cảm thông cho nhau thôi. Dạ. Thế em ấn tượng đầu tiên của em nhìn về anh là thế nào? Ấn tượng đầu tiên của em là nụ cười của anh. Dạ, anh cười rất là đẹp. Cười tỏa nắng đó hả con? Dạ. Con hỏi ngược lại đi, anh ấn tượng em sao? Dạ, khi gặp em thì anh ấn tượng em như thế nào? Ấn tượng đầu tiên của anh thì lần đầu gặp thì là anh thấy giọng nói của em rất giống, đúng là một cô giáo trong mơ. Còn về ngoại hình về các thứ thì em cũng trong hình mẫu của em cũng chiếm khoảng 80%. Dạ. Còn đúng với tương lai thì em hỏi có chừng nào khoảng mình có thể đến với nhau kết hôn được đó tiếng hỏi đi. Thì em về làm giáo viên ở Dĩ An thì được thời gian bao lâu rồi? Dạ, em ở Dĩ An nhưng mà em hiện tại đang làm việc tại Thuận An. Dạ, nếu thì quan điểm thì tới hôn nhân thì em nghĩ là chỉ cần hai người thấu hiểu nhau rồi mình tìm hiểu nhau thật kỹ rồi tiến tới hôn nhân sớm hay muộn gì cũng nói chung là tùy vào tình cảm của mình. Dạ. Đối với anh thì anh thời gian mà để đến tới hôn nhân thì anh tùy vào cái tốc độ tình yêu của chúng mình. Nếu nhanh thì có thể một vài năm tới hoặc nhanh nữa thì ở trong năm nay cũng được. Tốc độ tình yêu của không quân nó nhanh lắm đó em. Em thời gian rảnh em thường làm gì? Dạ. Thời gian rảnh thì em thích làm gì? Dạ, thường thì thời gian rảnh của em là em ngủ nướng. Ngày thứ bảy chủ nhật của em thì hầu như là em ngủ nguyên ngày luôn anh. Ngủ không cần ăn uống gì luôn. Dạ. Còn thời gian rảnh của anh thì anh làm gì? Thời gian rảnh của anh thì anh thích đọc sách để nâng cao kiến thức. Về cũng có một khá sở thích đó là đi khám phá về thiên nhiên, về văn hóa, về ẩm thực, về con người ở mỗi vùng miền. Dạ, em cũng rất là thích đi du lịch nhưng mà không có ai để đi cùng. Hy vọng là sau buổi ngày hôm nay thì sẽ có anh đi cùng. Anh cũng muốn để có một người đi cùng tại vì anh cũng thích chụp ảnh. Anh là một photographer, cũng cần một lắm một người mẫu cho mình để thể hiện tài năng. Vậy thì cái thời gian rảnh của em thì anh muốn lấy một nửa để dành thời gian cho anh thì có chịu không? Dạ chịu. Trời ơi, ngọt ngào quá trời. Anh này anh có cái tâm hồn nghệ thuật dữ lắm á nha. Anh dạ. Photographer thành ra là anh rất là nghệ thuật luôn á. Xin một nửa thời gian của em mà nó quá dữ. Xin luôn nửa con tim của em để ghép vào tim anh luôn đi. Anh muốn hỏi em một câu rằng em có sẵn sàng để làm quen một chàng trai mà đang xây dựng sự nghiệp như anh không? Dạ, em rất là tự tin khi nói câu là em rất là sẵn sàng. Dạ, tại vì em cũng rất là quan tâm, giúp đỡ mọi người. Nói chung là cảm thông, biết sự cảm thông cho người khác. Nên là việc mà làm quen với quân nhân thì em đã xác định từ trước rồi. Dạ.
Bây giờ thế này nè, em tiến tới, em nắm tay cô gái đứng lên, hai đứa nhìn nhau 30 giây và nói lên cái cảm nhận của mình trong lúc này, trái tim mình ra sao cho cô ấy biết nào, để mình truyền cảm xúc cho nhau. Hai đứa nắm vô ấy, cái điện đó là bao nhiêu vôn đó là biết liền à. Hai đứa nhìn thẳng vào mắt nhau nào, nói một câu, nói cái gì đó, những cái gì mình đang suy nghĩ, đang khắc khoải trong con tim của mình. Nếu ai được hỏi anh có thứ quý giá gì nhất ngay bây giờ thì anh hỏi rằng là anh được gặp em. Trời ơi, chú lãng mạn quá chú, thiệt á, coi như là. Dạ hiện tại thì con đang rất là hồi hộp mà không biết nói gì nữa. Nói dặn thì con đâu đây ra. Nói dặn dạ. Thực sự tôi nói cho ông biết là phụ nữ tụi tôi mà với một người đàn ông như thế này, tụi tôi rụng tim luôn rồi, không có nói năng gì được hết trơn rồi. Giờ chỉ có trao thân gửi phận thôi à, chứ còn không có nói gì được hết á. Thử coi em nói gì dành coi, lúc này em đang suy nghĩ điều gì, nhìn thẳng vào mắt. Đấy. Dạ thì em, đó là ấn tượng gì anh, hy vọng anh cho em một cơ hội để hai đứa tìm hiểu nhau. Đồng ý. Rồi. Rồi cậu đi. Nhấn luôn đi con, khỏi đếm nữa. Coi như ngào. Tự tụi con nói chuyện hết rồi. Nó ngọt ngào dễ sợ luôn, dịu êm. Tôi nói thiệt á, phải chi mà cái ông mối ngọt ngào được với tôi vậy tôi cũng đỡ. Ông kêu tôi đứng tôi không mà Linh. Đâu có đâu. Ông học tập bạn này đi, người ta ngọt ngào say đắm vậy mới được chứ. Người ta nói càng mâu thuẫn với nhau càng yêu thương nhau nhiều hơn đó. Trời ơi, con ba hứa thấy ghét không? Để tay nút bấm đi em. Đây con. Nào, bên trái kìa Tiến. Đó. Chúng ta đã nghe những cái lời ngọt ngào, nó phải nói nó rất là lãng mạn luôn. Giữa hai bạn trẻ rất là còn nhỏ tuổi, một bạn 22, một bạn 24. Và mọi người còn cảm nhận rằng hai trái tim ấy nó gần như đập một nhịp với nhau rồi. Chính xác. Vấn đề còn lại là chúng ta làm thủ tục xem nút bấm có đỏ cùng nhau hay không. 3 2 1 Hết thời gian. Ngọt ngào. Đỏ tươi luôn. Đứng lên con. Em là chiếc lá nhỏ, anh là bầu trời xanh. Cái gì em cũng có, chỉ thiếu mỗi anh thôi. Bây giờ đã có anh rồi nha. Tôi coi như tôi nhà gái tôi giao cho bên nhà trai ông đó nha ông Linh. Được, ông làm đó. Sao làm nha. Yên tâm. Bởi không quân bao giờ cũng đánh nhanh rút gọn. Đánh là thắng. Đánh rất nhanh, tiến tới không có lui. Máy bay là bay tới thôi ha. Nào bây giờ trước mặt gia đình của bạn gái đang xem truyền hình, Tiến nói điều gì đi, xin phép hai bác cho tụi con hẹn hò với nhau và con hứa cái gì đó. Đó, và xin phép luôn hai bác là cho con đặt nụ hôn đầu tiên lên má của bạn gái, coi như ba má bạn gái cả nhà đang xem truyền hình đó. Con xin phép hai bác thì hôm nay con đến tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thì cũng muốn tìm một người phù hợp với mình để tiến tới tìm hiểu và tiến tới hôn nhân. Thì con thời gian con hứa là con sẽ chân thành và trao trọn niềm tin cho bạn ạ. Rồi, bạn gái nói gì với gia đình của bạn Tiến đi. Dạ đầu tiên thì con chào hai bác. Thì con với anh Tiến tới đây thì cũng là một cái duyên cái phận rồi. Thì hy vọng là hai bác sẽ tạo điều kiện và cho con với Tiến tìm hiểu nhau. À, nhưng mà còn phải bên mấy anh bên đây nữa, tạo điều kiện hay không là mấy anh đó. Dạ con xin phép chú hội trưởng cùng các anh ở trong đơn vị là cho con với Tiến được tìm hiểu nhau. Và hy vọng là chú hội trưởng sẽ tạo điều kiện về thời gian để hai con gặp nhau thường xuyên hơn. Nào, ta làm thủ tục coi nào, nụ hôn đầu tiên nào. Chưa nào biết hôn là gì đâu. Đó. Nào, đây đưa anh cầm giùm cho. Mình dán tóc để bằng Tiến tự dán tóc rồi thử. Kể tôi ủa danh cho tôi trước khi tôi gả thì tôi xin phải hai bác với toàn thể hội trường thì cho con gửi đến nụ hôn tới bạn nữa. Rùng quá. Má bên kia. Thế con đứng không quen đó. Nhẹ nhàng vô. Thấy sao? Dạ, thấy sướng. Thấy sướng. Rồi nhớ nha, chỉ thiếu mỗi mình anh thôi đó. Bây giờ có rồi.
Thôi chúc hai đứa sớm tìm ra được tiếng nói chung và tìm ra điểm nào chung để chúng ta có thể cùng kết hợp một điểm đó thành một điểm trọn đời nhé. Dạ vâng, em cảm ơn anh ạ, em cảm ơn chị. Rồi chúc hai đứa hạnh phúc nha. Dạ. Nắm tay nhau, dạ. Ôm hộp quà nhưng vẫn nắm tay nhau. Dạ. Đi tận cuối mọi nẻo đường đất nước để tìm ra tiếng nói chung, tìm ra một cái đặc điểm nào đó để hai con tim cùng chung nhịp đập nhé. Dạ. Chúc các bạn hạnh phúc. Con cảm ơn cô Hồng Vân. Okay.